Mời bạn nam. Rồi, chào bạn, ngồi đi bạn. Mời bạn nữ. Rồi, chúng ta bắt đầu giới thiệu về mình. Dạ, anh chào chú Quỳnh Linh, anh chào cô Cát Tường ạ. Con tên là Nguyễn Trùng Kỳ, năm nay 28 tuổi, đang sinh sống và làm việc tại Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh làm công việc gì? Dạ, đang là trưởng phòng kinh doanh của công ty kinh doanh địa ốc ạ. À, kinh doanh về địa ốc, dạ. Tức là bất động sản đó đúng không? Dạ. Trọng Kỳ, 28 tuổi làm kinh doanh bất động sản. Quê ở đâu? Dạ, quê ở Vũng Tàu cô. Quê Vũng Tàu, rồi mời em gái giới thiệu. Dạ, em xin chào chị Cát Tường ạ. Em chào anh Quyền Linh ạ. Và chào bạn nam bên kia ạ. Em là Nguyễn Thị Mừng, em đến từ Bình Định ạ. Em 26 tuổi. 26 tuổi. Hiện tại em đang làm nhân viên kinh doanh cho một công ty về nguyên liệu thực phẩm. Mình vào làm việc trong này lâu chưa em? Dạ, tính đến thời điểm hiện tại thì được 8 năm ạ. 8 năm, dạ. Điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì nè? Điểm mạnh của em thì nấu ăn được ạ. Em là người sống tích cực ạ. Em không dễ bị ảnh hưởng bởi những cảm xúc tiêu cực. Em vui vẻ. Vui vẻ? Dạ, điểm yếu của em là hơi ương bướng một xíu. Nhưng mà không đến nỗi lúc cố chấp ạ. Nghĩa là mình có cái chính kiến của mình. Nhưng mà nếu bạn trai thuyết phục được, mọi người thuyết phục được mình thì mình vẫn nghe theo. Đúng rồi. Đúng không? Rồi, bạn trai, ưu điểm, khuyết điểm của em là gì? Dạ, ưu điểm của cháu là hòa đồng, vui vẻ. Tức là rất là thích đi phượt và đặc biệt là cái mô hình mà đi rừng ngủ bụi đó cô. Còn nhược điểm là có cái là có thù với âm nhạc. Vậy chứ có những cái tài lẻ nào? Dạ thì mình thích thể thao rồi kia. Thể thao thôi? Dạ. Hiện tại thì cũng đang có đi dạy trợ giảng cho các bé nhỏ bên chỗ câu lạc bộ Bạch Hổ ở Gò Vấp. Về dạy cái, về cái gì? Môn gì? Dạ môn taekwondo ạ. Ồ, đánh võ đó hả? Dạ. Võ sĩ mà sao hồi căng thẳng quá vậy? Dạ. Em bên đây Bình Định phải không em? Dạ đúng. Bình Định là cũng cởi voi đi quyền là cũng võ rồi dữ lắm á. Em có võ gì không? Em chạy giỏi thôi chị. Hả? Em chạy giỏi thôi. Chạy giỏi hả? Năm trận là mình chạy. Đúng rồi chị. Bên kia có thù với âm nhạc. Bây giờ mình hát một bài hát cho bên kia thù luôn. Em nói trước là em hát hay dở không chị? Ở bên kia người ta có thù với âm nhạc. Mình cỡ nào cũng hay hết trơn á. Dạ. Bèo giạc mây trôi chốn xa xôi. Anh ơi em vẫn đợi bèo giạc. Em đã trải qua mấy mối tình rồi anh trai? Dạ, đó là có một mối tình chính thức ạ. Một mối tình chính thức, dạ. Bao lâu? Dạ, 6 năm và để chia tay cái đó 4 năm. 6 năm? 6 năm một sao mối chia tình... tay? Do chia tay là do vì em ham công tiếc việc quá. Cứ muốn cho ổn định rồi á thì mới để cưới người ta. Nhưng mà mình rồi mình bỏ bê họ. Đúng tiếc rồi, quá. Ai mà chờ đợi mình nổi. Con gái người ta có một thời xuân sắc à, quen con người ta 6 năm mà không quan tâm chăm sóc người ta phải đi thôi. Rồi, bạn gái tình trường mình sao? Dạ, em đã trải qua 2 mối tình ạ. 2 mối tình. À, một mối tình từ thời mới ra trường ạ. À. Sau này em có quen một người nữa nhưng mà em có cơ hội đi nước ngoài đó chị. Thì sau đó thì chắc là xa mặt, chắc lòng quá chị. À, bây giờ em muốn tìm mỗi người bạn trai như thế nào? À, quan tâm hàng đầu của em về tính cách ạ. À. Em hỏi thử bạn trai coi bạn trai như thế nào? Xin chào bạn nam bên đó ạ. À. À, chào bạn nữ ạ. Hồi nãy em có nghe anh kể về mối tình trước đây của anh ấy ạ. À. Anh có nghĩ là sau này anh sẽ giống như vậy nữa không anh? Một lần mất đi cái thứ mà gọi là quan trọng nhất đó mình đã biết rồi. Chúng ta hôm nay gặp nhau là cái duyên. Thì nếu mà thực sự chúng ta có cái nợ á, thì sẽ không để lại mất cái tình trạng đó xảy ra. Rất hay. Còn mẫu người lý tưởng của bạn trai là như thế nào? Dạ thì mẫu bạn gái của cháu là vui vẻ, hòa đồng, biết đồng cảm chia sẻ cùng nhau. Và có gì chúng ta cùng nhau bàn bạc và cùng nhau sẻ chia những cái khó khăn với nhau. Mà em có biết võ không em? Dạ, như hồi nãy em có nói là em chạy giỏi lắm anh. Tức là muốn người yêu có võ đúng không? Dạ đúng rồi. Thì chuẩn kỳ quý vị. Nhưng mà mình muốn một bạn nữ thì phải biết cứng rắn mạnh mẽ. Đôi khi cũng phải biết tự bảo vệ đúng rồi. Mình. Và cái mẫu con gái là phải tóc đó là phải tóc dài. Tóc dài. Gì nữa? Dạ, tóc dài, người dài, chân dài. Có. Mũi dài. Bây giờ muốn tưởng tượng cái người phụ nữ bên kia thế nào? Cháu nghe thì thấy cái giọng nói cũng rất là ngọt mà có thể nó có một bạn gái rất là xinh. Xinh, rất là xinh. Tóc thế nào? Tóc dài, tóc dài. Rất dài. Rất dài. Ha. Chào anh gái. Chào anh ạ. À, dễ thương quá. Cảm ơn anh ạ. Chàng trai bên đây thì hơi gọi là kỹ tính chút xíu.
Em thích những người kỹ tính. Kỹ tính tốt ha. Dạ. Rồi, em không thích tật xấu gì của người đàn ông? Xòe xòa. Xòe xòa. Người này kỹ tính không có xòe xòa rồi. Em không thích bạn nam hút thuốc. Có không? Dạ không. Không có luôn. Dạ. Bây giờ nếu được thì hai bạn tính chừng nào tiến tới hôn nhân? Bạn nam. Nếu mà có duyên có nợ có thì chắc không phải qua năm. Qua năm. Dạ. Bạn gái muốn bao lâu? Nếu mà tình cảm đủ và điều kiện đủ thì mình kết hôn thôi. Bây giờ mình đã chuẩn bị sẵn sàng cho hôn nhân chưa? Dạ, cũng bắt đầu chuẩn bị. Sau này lấy nhau về thì kinh tế ai sẽ quản lý? Chồng khôn đưa cho vợ giữ. Chồng khôn đưa vợ giữ. Cao ráo ha, tướng tá cũng hợp nhau. Được. Có thể là được đó. Bây giờ hai người cứ hỏi thêm ý kiến của người thân đi. Ông mai bà mối là thấy ổn đó. Em trai đi với ai? Dạ, cháu đi với bạn đồng nghiệp với cái chị gái. Cho gặp chị gái trước đi. Dạ, xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào các quý vị khán giả. Kỳ là một người cực kỳ chân thành và rất là nhiệt tình. Còn về bạn nữ bên này thì nói theo cái ngôn ngữ của bất động sản là đúng là một khách hàng tiềm năng đó. Chúc em chốt cọc thành công nha Kỳ. Chốt cọc hả? Bạn gái mình đi với ai? Hôm nay em đi với các đồng nghiệp của em và sếp của em. Xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào quý vị khán giả. Về bé Mận thì là một người rất là nhiệt tình và hăng hái trong công việc. Về bạn nam bên này á, nhìn thì rất là đứng đắn và chân chạc. Hai người thì chắc nghĩ là nên cho nhau một cơ hội để tìm hiểu. Rồi, cảm ơn mọi người. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu trò chuyện với nhau. Mở hàng rào. Nào. Có quà tặng em. Đây là chả lụa do em tự làm ạ. Cảm ơn em. Thấy không? Ta yêu nhau chân thành, gặp nhau tặng chả lụa luôn. Bây giờ chúng ta sẽ có 2 phút để trò chuyện với nhau. Bắt đầu. Đầu tiên em thấy cảm nhận như thế nào vậy anh? Mới gặp thì mình không thể nào nhận xét chính xác hết. Nhưng mà cảm nhận hiện tại của em là em thấy anh là người chín chắn và em nghĩ nếu sau này lập gia đình thì có thể tin tưởng được. Anh thấy em rất là dễ thương. Thế lại mà giờ tóc ngắn rồi sao? Dạ, cái này ngắn để dài được. Rồi, chúng ta nói chuyện về tình yêu đó các bạn. Anh nghĩ là hôm nay chúng ta tới đây là cái duyên. Thì anh nghĩ là chúng ta nên cho nhau một cái cơ hội để tìm hiểu. Tại vì thời gian gặp mặt một đôi phút là cũng chưa để quyết định được chúng ta là cái gì. Cần phải có thời gian để tìm hiểu. Không phải là mình chỉ nói một vài phút không hiểu gì nhau. Ta nói là một giây nó cũng gây đến cái tình yêu, đem đến tình yêu nữa. Hẹn hò đi các bạn. Em đang làm việc ở đâu? Dạ, ở Gò Vấp anh. Anh cũng ở Gò Vấp. Cái giờ giấc làm việc em có bận gì không? Công việc của em thì bình thường làm giờ hành chính. Nhưng mà thỉnh thoảng cũng đi tân công ca. Tác. Không, tân ca em đi công tác anh. Thì anh có ngại cái vấn đề đó không? Không, cái vấn đề là công việc mà. Với lại công việc của anh thì nó thường là cuối tuần là chính. Cho dạ. Nên là hầu như sẽ không có cái ngày nghỉ Chủ nhật. Dạ. Chỉ là buổi tối thì được. Giả sử mình tiến tới với nhau thì có làm dâu không anh? Không, anh thì cũng nói là tự lập, nên là mình sẽ ở riêng. Em thì thích cuộc sống làm dâu. Nếu anh thích làm dâu thì cái này là mẹ anh là hoan nghênh. Dạ. Mẹ anh là thích có con dâu, bây giờ cũng nôn dữ lắm rồi. Dạ. Như những gì hồi nãy em có nghe anh chia sẻ thì em thấy rất thích. Những gì anh nói là hầu như 80% em ghi vào cái tiêu chuẩn chồng bạn trai. Hiện tại giờ phút này hai bạn ngồi nhìn nhau trước mặt nhau như thế này, mình cảm nhận như thế nào, mình hãy nói cho đối phương nghe một câu thôi, không cần phải nói nhiều. Câu này thì nói là có duyên rồi thì chúng ta thử xem chúng ta có nợ hay không. Trời ơi, vẫn sale gì kỳ cục vậy, nói chuyện vậy chứ. Sao chốt hợp đồng ai mà đặt cọc. Trong cái profile của bạn gái ghi là rất thích mùi mồ hôi của đàn ông đúng không? Bây giờ em bước tới em kiểm tra chàng trai đó xem như thế nào. Bây giờ có nhiều biện pháp lắm chị, mình tới gần cũng đâu có kiểm tra được đâu chị. Đâu có em, nãy giờ anh xúc động lắm là nó là mùi chính xác luôn đó em. Bạn trai đứng lên tiến tới cho bạn gái kiểm tra. Đứng lên đi em, kiểm tra đàng hoàng. Mấy chỗ này nguy hiểm lắm. Đi một vòng rồi coi em thoải mái, em cái gì thoải mái đi. Em trai nãy giờ có rung không? Dạ rung nãy giờ. Rung dữ không? Dạ có. Khi mà gặp người con gái đối diện mà mình rung thì sao ta? Thì mình thích thì mình mới rung. Có thích thì mới rung. Một là rung tim, hai là rung tay, ba là rung chân. Nãy giờ thấy rung tay rung chân thôi. Rung cả người chú ơi. Rồi chúng ta chuẩn bị quyết định của mình nha. Suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm nha. 1 2 3
hết thời gian. Bạn gái có một thoáng suy nghĩ. Chắc là em bấm hơi chậm rồi. Bấm hơi chậm. Tự tin lên. Đó là truyền thống của bạn mới hẹn hò đó. Chúng tôi bắt các bạn phải hôn nhau để chứng minh rằng cái nút bấm đó là bấm từ trái tim của các bạn. Chứ các bạn hôn nhau tôi cũng đâu có sướng gì đâu.